Nhà đẹp như thế này mà rớt cọc Không mua nhà này thì mua nhà nào của chú và anh chị ơi Nhà đẹp Kim Thủy mến chào của chú và anh chị Với đây căn nhà mình diện tích rộng rãi Ngang năm dài 22 mét luôn Công năng sử dụng một trệt một lầu Đến 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh Đường xe ô tô đến nơi Tráng bê tông sạch sẽ đảm bảo không ngập nước Nơi nhà mình ở an ninh Pháp lý là có sổ hồng riêng cô chú và anh chị cần nhà mà giá rẻ thì chắc chắn đây là ngôi nhà mà cô chú và anh chị chỉ nhỉnh đầu hai thôi mình có một ngôi nhà giá tổng không phát sinh và với đây căn nhà còn sót lại của dãy nhà 8 căn còn duy nhất một căn này cô chú và anh chị đến xem ha mình sẽ rất là thích vì nhà mình cách lộ lớn đường đến nước thiện nói dài khoảng tầm 200 mét thôi và căn nhà mình có thiết kế một khoảng sân trước đậu xe ô tô Wow, khoảng sân này được ốp gạch sạch sẽ hết luôn, mặt diện cũng sạch luôn Và tiến sâu vào khoảng không gian phòng khách nè ốp vách BBC giả đá cho không gian nhà mình đẹp hơn có tặng cho mình kệ tivi và những cái tủ trang trí tủ cầu thang cũng có chỉnh chu rồi ốp vách thì rất là sang nha ngôi nhà ấn tượng nhất là cái khoảng không gian phòng khách này nè và được cái là ngôi nhà mình với được cái mức giá rẻ sổ hồng riêng và trên thị trường của chú và anh chị thật hiếm khi những căn nhà với diện tích rộng như thế này mà có mức giá nhỉnh đầu hai giá tổng căn nhà mình là 2 tỷ 350 triệu không phát sinh Giờ tìm đâu ra một căn nhà mà với mức giá này mà hội đủ những công năng cần, đường ô tô, sân đậu tô và nhiều phòng ngủ cho nhiều thế hệ ở thoải mái. Từ quốc lộ 1A đến chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện đến khu công nghiệp Cầu Tràm đến căn nhà của mình rồi. Biết rằng chưa có đông đúc nhở trung tâm Sài Gòn của chú và anh chị ha. Nhưng với đây căn nhà mình cũng có khu dân cư ở hiện hữu rồi, cách đường lộ chính gần nữa với ngôi nhà thiết kế chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết đảm bảo cô chú và anh chị đến xem lần đầu mình sẽ ấn tượng ngôi nhà mình muốn sở hữu ngay thôi vâng với ngôi nhà rớt cọc hôm nay rớt thì nói rớt với cô chú và anh chị và nhà nào hết kim thủy đều báo rõ ràng là nhà đó hết cụ thể để cho cô chú và anh chị khi mình đã thích căn nhà đó rồi mà lỡ hết thì mình phải chọn căn khác thôi nên nhà đẹp bên kim thủy là cô chú và anh chị khỏi lo về giá nè và xem đúng nhà đúng giá không phát sinh nè và vị trí cụ thể với căn nhà hôm nay gần khu công nghiệp cầu tràm một vị trí mà đang phát triển nhà gần đây rất là nhiều và con đường Đinh Đức Thiện đang được nhà nước tráng đường nhựa nè, đặt cống rất là lớn luôn. Từ căn nhà mình di chuyển về trung tâm gần nữa khoảng tầm 30 phút thôi để đã về tất cả các quận huyện rồi. Với cái khoảng không gian phòng bếp này rất là sang và thoáng nhờ quạt trần. Và nhà mình có một căn phòng ngủ tiện ích tầng trệt cho người thân lớn tuổi. Nhà này mà ba thế hệ ở thoải mái luôn á, ở được 7-8 thành viên luôn á. Vì đã có 4 phòng và thêm 3 phòng vệ sinh nữa. Ở trên lầu sẽ có một phòng vệ sinh trong phòng ngủ nên rất là đẹp và hiện đại. Đáng lẽ ra căn nhà này thời điểm trước được cô chú và anh chị chọn rất là nhanh và cũng sắp gần đi công chứng rồi nhưng mà do tài chính không đủ nên đành phải lỡ căn nhà hôm nay. Và căn nhà hôm nay còn sót lại trên thị trường với mức giá rẻ sổ hồng riêng và diện tích lớn như thế này. Thời điểm bây giờ cô chú và anh chị có những căn nhà diện tích nó nhỏ hơn mà còn giá cũng tương đương với căn nhà này rồi và thậm chí có căn đường ba gác nữa. Nên căn nhà này sẽ được cô chú và anh chị đón nhận nhanh thôi. Nên hôm nay Kim Thủy tranh thủ để review cho chú và anh chị căn nhà này với mức giá sổ hồng riêng mà rẻ nhỉnh đầu hai Giá tổng 2 tỷ 350 triệu thế này. Nhà đẹp này rất xứng đáng cho chú và anh chị nơi ăn cư, ổn định lập nghiệp lâu dài. Gần trường học nè, chợ nè, bách hóa xanh, điện máy xanh, khu chơi ăn uống không thiếu gì hết. Có sân sau mát mẻ nữa. Nhà bên Kim Thủy có nhiều phân khúc lắm, hơn 1 tỷ đã có pháp lý sổ hồng riêng rồi. Rồi từ 1 đến 2 tỷ, 2 tỷ đến 3 tỷ thì nhiều nè. Cái cầu thang này đi lên rất là dễ luôn, nó là là, nó không có sợ bị dốc và được ốp là một loại đá hoa cương kiên cố và chắc chắn. Đẹp sáng bóng nữa, tay vịnh thì bằng gỗ nè, kính cường lực nè. À, vài bước nữa thôi là mình lên lầu rồi ngôi nhà thiết kế một trệt một lầu thôi nhưng mà được tới 4 phòng ngủ lận và đây căn phòng ngủ thứ hai nhà mình cô chú và anh chị phòng nào cũng có cửa sổ hết đó rất là thoáng có đèn lên cầu thang nữa gạch đất nền trên đây đã đổi rồi với ga màu xám xám nhìn rất là sạch và trần trên đây là trần nó phong thạch cao nè đó cô chú và anh chị ngôi nhà mình nó có trần nó làm cũng cao nữa nên nó bước vào ngôi nhà mình cảm thấy thích lắm trong video kim thủy có sơ sót gì mong cho kim thủy một cái lời bình ý kiến đóng góp chân thành ạ à. và nhà cần góp ý gì thêm cô chú và anh chị ơi để là thông tin kim thủy sẽ ghi nhận những cái ý kiến đóng góp này để bên kim thủy cố gắng cho ra đời những cái mẫu nhà phù hợp với cô chú và anh chị nhất nè và với căn phòng vệ sinh thứ hai căn phòng vệ sinh này thì riêng biệt nha không có trong phòng ngủ đâu có một căn phòng kia kim thủy sẽ lay like. ngay sau đây thôi đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho mình sinh hoạt trên lầu ở tiện ích nè và với giá này cô chú và anh chị chưa đủ tài chính có ngân hàng cho vay á nhưng cô chú và anh chị phải nhắm mức thu nhập của mình ổn định nha chứ nhiều khi á mình thấy căn nhà đẹp quá mà mình chưa thống nhất được mình chưa bàn mình chưa tính toán kỹ á lỡ sau này có áp lực cũng khó lòng cô chú và anh chị ha và với đây căn phòng này có phòng vệ sinh trong phòng ngủ tiện ích nè phòng này cũng thích hợp ở được hai thành viên thoải mái á và căn phòng vệ sinh trong đây cũng rộng cũng thoáng nữa ngôi nhà sạch sẽ mà đây là trong công trình mới mà cô chú và anh chị cần nhà giá rẻ nha chứ bên kim thủy thì có những ký gửi thêm nữa nhưng mà đa phần nhà ký gửi ấy, thường cô chú và anh chị đã qua sử dụng rồi nên nên được cái mức giá rẻ lắm cô chú và anh chị tùy vào cái nhu cầu của mình và tài chính của mình nhiều khi nhà là một cái duyên nữa kim thủy mến chúc cô chú và anh chị khách hàng trên kênh này kim thủy nhiều sức khỏe nè và sớm tìm được nhà như ý cho mình nha và với đây căn phòng này căn phòng thứ tư rồi nếu mà mình cần một khoảng không gian thờ căn phòng này cũng thể thấy cũng hợp lý lắm á ngoài ban công này quá wow, view trước nhà mình là view ruộng lúa luôn nhưng mà cô chú và anh chị yên tâm nhà mình xây như đất thổ cư đất ở lâu dài rồi và nơi của mình ở rất là bình yên mát mẻ xanh sạch đẹp không khói bụi ồn ào nơi của mình ở cũng không vắng vẻ lắm đâu cô chú và anh chị mặc dù những căn nhà bên kim thủy là ngoại thành dốc ranh thành phố hồ chí minh thôi nhưng đảm bảo cô chú và anh chị là từ căn nhà mình ha bước ra đường lộ đường đinh đức thiện nói dài á có hơn hai trăm mét thôi và ở đây giải nhà cũng có người dân ở hiện hữu xung quanh cũng có người ở rồi có đèn đường thắp sáng vào ban đêm nữa nên cô chú và anh chị khỏi lo ngoài ban công này có thiết kế một cái bồn trồng cây xinh xinh nè và được ốp gạch lát sạch hết nắng mưa không sợ bị dơ cô chú và anh chị mình đăng ký kênh nhà đẹp kim thị để chọn cho mình căn nhà sớm phù hợp nha. Với tâm niệm làm việc kim thủy đặt uy tín lên hàng đầu, cô chú và anh chị yên tâm với trách nhiệm làm việc của mình khi mà cô chú và anh chị chọn nhà là một giá trị lớn, kim thủy đảm bảo tư vấn rõ ràng. Sẽ không mất thời gian của chú và anh chị xem nhà với căn nhà hôm nay được trong những căn nhà còn sót lại thời điểm trước Nói đúng ra là nhà rất cọc của chú và anh chị rất cọc nhưng mà do khách hàng chưa đủ tài chính để xoay để công chứng căn nhà này Nên hôm nay còn sót lại với mức giá cực kỳ rẻ Đúng 2 tỷ 350 triệu thôi Và giá này chỉ bớt lọc chút chút thôi cô chú và anh chị đã giá sát nhất rồi diện tích nhà mình lớn lắm 5 x 22 mét luôn một trệt một lầu đến 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh mặt diện thiết kế rất là sang người dân hai bên này đã ở đông hết rồi còn sót lại căn nhà mình nè nơi cô chú và anh chị yên tâm nơi nhà mình đã ở đảm bảo không bị hoạch và nơi ở rất là an ninh với cái mẫu nhà kiểu mấy hộp sang trọng đường ô tô đến nơi sân đậu tô nữa mến chúc cô chú và anh chị sớm là chủ nhân căn nhà này và hẹn cô chú và anh chị ở những video tiếp theo nha